Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành cơ khí là ngành công nghiệp then chốt, là cơ sở bền vững, động lực cho sự phát triển công nghiệp của bất cứ quốc gia nào. Đặc biệt, với đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam. Tại Việt Nam, cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Đảng, Chính phủ đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ và ưu đãi để phát triển ngành cơ khí. Thời gian qua, ngành cơ khí trong nước đã có bước phát triển rất quan trọng. Tại một số địa phương, vùng kinh tế đã hình thành mô hình cụm ngành về cơ khí chế tạo như khu phức hợp cơ khí Chu Lai, Quảng Nam. Hiện nay, cơ khí Việt Nam có thế mạnh tập trung ở 3 phân ngành gồm xe máy và phụ tùng linh kiện xe máy, cơ khí gia dụng và dụng cụ, ô tô và phụ tùng ô tô. Các phân ngành này chiếm gần 70% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cơ khí cả nước. Cái vấn đề tổng thể lớn hơn đấy là vấn đề về cái nhận thức của xã hội và cái tính xã hội hóa trong các hoạt động về phát triển của cơ khí và công nghiệp cơ khí. Vấn đề bây giờ chỉ còn lại là cái hỗ trợ của chính phủ và cái sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta phải có tính đến những cái biện pháp để tạo nên, như tôi nói, là cái quan điểm để cho khởi nghiệp sáng tạo và cho cái doanh nghiệp tham gia sâu vào trong cái công nghiệp hỗ trợ để mở rộng hơn nữa cái quy mô của ngành công nghiệp cơ khí, cả về số lượng doanh nghiệp cũng như và năng lực trong các cái ngành công nghiệp đó. Câu chuyện của công nghiệp và công nghiệp cơ khí nói riêng thì cũng cần phải một cái nhận thức của xã hội và từ cái quan điểm định hướng mà thể hiện cái đường lối của Đảng, và cho nó phải được gọi là pháp quy hóa và nó được tổ chức gọi là thực thi ở tất cả các cơ quan quản lý nhà nước một cách đồng bộ. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thời gian qua, ngành cơ khí trong nước đã có bước phát triển rất quan trọng. Hiện số lượng doanh nghiệp cơ khí đang hoạt động và có kết quả kinh doanh là khoảng 25.000 doanh nghiệp, chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho gần 16% tổng số lao động trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo. Quy mô, năng lực các doanh nghiệp cơ khí được nâng cao ở hầu hết các ngành cơ khí, từ chế tạo thiết bị toàn bộ, sản xuất, lắp ráp ô tô, sản xuất xe máy, chế tạo thiết bị thủy công cho đến chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt điện, thiết bị cho ngành xi măng và vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, thiết bị điện, cơ khí nông nghiệp. Hiện nay trong nước có khoảng gần 40 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô với tổng công suất lắp ráp thiết kế khoảng hơn 680.000 xe một năm, tỷ lệ nội địa hóa các loại xe gắn máy đạt khoảng 85-95%. Hiện nay thì công ty chúng tôi cũng đã sản xuất ra được và nội địa hóa rất nhiều sản phẩm, ví dụ các cái loại bi trao, trục ắc, rồi là tam mua, rồi rô tuyên và rất nhiều sản phẩm khác. Thế nên là về chất lượng thì là có thể nói là chất lượng chúng tôi sản xuất ra thì có thể đạt được từ 7-80% chất lượng nhập khẩu. Quan trọng nhất là khi chúng tôi sản xuất ra thì là nó chủ động trong vấn đề sửa chữa, hai nữa là giảm được cái nhập siêu, và giá thành thì chúng tôi chỉ bằng khoảng 20-30% so với nhập ngoại. Trong nhiều năm gần đây thì công ty đã có những cái chương trình để triển khai với cái tinh thần là tự học, tự hỏi, tự làm, và chúng ta sẽ tự sản xuất để cạnh tranh với lại các cái sản phẩm nhập khẩu khác, đặc biệt các cái thiết bị trong ngành mỏ là những cái thiết bị nặng và có yêu cầu kỹ thuật cao. Khi tham gia sản xuất các cái thiết bị, các cái phụ tùng thay thế cho nhập khẩu sẽ làm giảm cái sức nhập siêu của ngành nói riêng và toàn quốc nói chung trong cái việc là thay thế cái thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện nay, cơ khí Việt Nam có thế mạnh tập trung ở 3 phân ngành gồm xe máy và phụ tùng linh kiện xe máy, cơ khí gia dụng và dụng cụ, ô tô và phụ tùng ô tô. Số liệu thống kê cho thấy, 3 phân ngành này chiếm gần 70% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cơ khí cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành cơ khí Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp cơ khí nội địa phổ biến là quy mô nhỏ, có năng lực cạnh tranh thấp, hiện tại mới chỉ đáp ứng 32% nhu cầu sản phẩm cơ khí của cả nước. Chất lượng sản phẩm cơ khí của doanh nghiệp nội nói chung còn thấp, giá thành sản xuất cao, thiếu sức cạnh tranh, còn thiếu nhiều doanh nghiệp cơ khí lớn mang tầm cỡ quốc tế đóng vai trò dẫn dắt ngành cơ khí. Trình độ cơ khí chế tạo là trụ cột của sản xuất công nghiệp, đặc biệt là cơ khí chính xác còn lạc hậu so với nhiều nước trên thế giới. Chính phủ đã phê duyệt ban hành về phát triển cơ khí đến 2035, ban hành vào 2018 ấy, cuối năm 2018. Thế bình quân một năm tại thời điểm hiện nay là Việt Nam có một cái thị trường cơ khí máy móc đến trên dưới 40 tỷ đô la một năm. Không nước nào có một cái thị trường mà được mơ nó lớn như vậy, cái dung lượng lớn như vậy. Vậy thì chúng ta khai thác cái thị trường như thế nào để người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào cái thị trường ấy, hay là để nước ngoài người ta làm hết? Đấy là một cái việc rất lớn về chính sách. Đã đến lúc Việt Nam trong giai đoạn những năm tới phải xem xét bổ sung lại
cái chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Để Việt Nam có nhiều doanh nghiệp cơ khí, chế tạo được các sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế mở, các chuyên gia cho rằng nhà nước cần có chương trình, quy hoạch, lựa chọn một số sản phẩm, phân ngành cơ khí mà Việt Nam có thế mạnh về thị trường và năng lực sản xuất để tiếp tục xây dựng phát triển. Nhà nước cần tạo dựng thị trường cho các doanh nghiệp cơ khí phát triển, trong đó nhà nước đóng vai trò bà đỡ cho doanh nghiệp, thúc đẩy đội ngũ doanh nghiệp cơ khí, nghiên cứu chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia nhiều hơn vào các công trình, dự án trong nước, nghiên cứu ban hành các quy định đấu thầu nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng vật tư, hàng sản xuất trong nước để có thể tạo thị trường cho doanh nghiệp trong nước phát triển phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp cơ khí có tên tuổi trên thế giới để dần hình thành chuỗi cung ứng trong nước và tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước. Phát triển được một nền công nghiệp cơ khí hiện đại làm nền tảng để thúc đẩy phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ. Đồng thời, ngành cơ khí Việt Nam phải phát triển với sản phẩm có chất lượng, có chi phí sản xuất thấp, sức cạnh tranh cao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của tất cả các doanh nghiệp, của tất cả các hiệp hội, của các chuyên gia, của các nhà khoa học, đặc biệt là đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của nhà nước, của chính phủ, của các bộ ngành và các địa phương trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để ưu đãi hơn, khuyến khích hơn đối với ngành cơ khí nhằm tạo cái môi trường thuận lợi nhất để huy động các nguồn lực phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong thời kỳ mới. Song song với đó là triển khai các chương trình kết nối kinh doanh nhằm tăng cường liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với các doanh nghiệp lớn trên thế giới trong chuỗi giá trị để tiếp cận công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Bên cạnh đó cũng cần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ thuật nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề trong lĩnh vực cơ khí. Hiện nay Việt Nam đang thiếu nhân lực ngành cơ khí rất trầm trọng, do vậy việc xây dựng đội ngũ doanh nhân cơ khí lớn mạnh có ý nghĩa quyết định. Đội ngũ doanh nghiệp này sẽ có bản lĩnh, khát vọng của người Việt Nam trên thương trường. Hy vọng trong thời gian tới, với việc vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, doanh nghiệp cùng những quyết sách mạnh mẽ, ngành cơ khí Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và là ngành xương sống của nền công nghiệp Việt Nam.